À, bây giờ em sẽ thử cho anh chị xem là bã này nó có khô không anh chị nhé. Này bây giờ khá là khô anh chị ơi. Này bây giờ em nắn ra như thế này luôn. Nó cũng không ra nước anh chị ạ. Anh chị thấy chưa? Nó không ra nước luôn. Nó cũng rất là khô. Đấy, anh chị thấy chưa? Không ra nước. Bột nó cũng rất là mịn. Bột nó rất là mịn luôn. Học chưa bã rồi. Cái này mà trồng trồng rau ấy nhỉ, trồng cây ấy thì là chắc tốt lắm á. Này anh chị thấy chưa, nó bột như thế này không? Tức là nó rất là khô, không phải là rất là khô mà ép nó cũng khô anh chị ạ. Khô, rất là khô. Nói chung là em thấy khá là khô anh chị ơi. Đấy, khá là khô nhá. Tại vì dòng này là dòng công suất lớn mà. Đấy, khô luôn. Không ướt nhá chị nhá.